Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự vườn diện tích khủng tại trục đường Nguyễn Anh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 nha. Một siêu biệt thự vườn với diện tích ngang 12 sâu 20m, công nhận đủ 240m đất và nằm trên con đường mặt tiền đường số của trục đường Nguyễn Anh Thủ. Căn nhà rất là khủng khiếp nha, thiết kế một trệt đúc kiên cố 3 lầu, sẽ có 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, sân đậu xe hơi, khoảng sân vườn và phòng khách, phòng bếp. Căn nhà mình hướng Đông Bắc và đang được giao bán với giá là 24 tỷ 500 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng. Một siêu biệt thự làm theo phong cách hoàng gia Pháp, cực kỳ đẳng cấp luôn. Căn biệt phủ đại gia, thiết kế rất là sang trọng, rất là đẹp mắt nha quý vị. Hướng nhà là hướng Đông Bắc nha. Bộ cổng chính trị giá 200 triệu đồng, một bộ cửa nhôm đúc rất đẳng cấp. Mặt tiền đường rộng tầm 15m, kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty, với vị trí rất tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Mặt tiền đường tới 15m, rất là rộng rãi, rất là thoáng nha. Siêu biệt thự mặt tiền đường số của trục đường Nguyễn Anh Thủ, đường rộng 15m, ngay chợ luôn, gần với mặt tiền chính Nguyễn Anh Thủ và thuộc phường Hiệp Thành của quận 12 nha. Căn biệt thự nhà mình thì đang được chủ nhà giao bán với giá là 24 tỷ 500 triệu đồng, tặng lên tới 2 tỷ tiền nội thất luôn nha anh chị. Một siêu biệt thự làm cực kỳ đẳng cấp, xịn sò và rất là sang trọng, theo lối kiến trúc hoàng gia, đẹp ngang ngửa với biệt thự Thành Thắng ở Ninh Bình luôn. Chúng ta sẽ được trang trí sơn trắng. Mặt tiền thì sẽ được có hai khoảng cửa nha, một khoảng cửa chạy xe máy và một khoảng cửa cho chúng ta đi xe hơi vào. Bộ cổng này phải 200 triệu rồi. Bên ngoài thì có làm sơn đồng và trang trí những cái khoảng rào chắn thì làm nhôm đúc hết luôn. Ngang tới 12m, gấp 3 căn nhà phố luôn nha. Sâu được 20m, công nhận đủ 240m đất. Giá tiền khá là êm luôn, chỉ có 24 tỷ 500 triệu đồng, anh chị vẫn còn thương lượng. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô và khoảng sân vườn cho anh chị đậu xe máy thoải mái. Nhà thì có thể đậu lên tới 15 cái xe máy, 2 cái xe hơi trong nhà. Một siêu biệt thự vườn mặt tiền đường số ngay gần chợ của trục đường Nguyễn Anh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 nha. Bên ngoài này có vẻ hai chú sư tử rất là đẳng cấp. Biệt thự dành cho đại gia, giá thì cũng hợp lý rồi, có 24 tỷ 500 triệu đồng thôi. Phía trong này khoảng sân vườn thì được chạy đèn led và ốp gạch làm cái thảm cỏ nhân tạo. Hai bên tường thì được đắp những cái bức tranh rất đẹp luôn, đắp những cái bức tranh cực kỳ kỳ công. Và bộ cửa chính là cửa gò đỏ có khóa thông minh. Mặt tiền chính thì chúng ta sẽ được làm theo kiểu mái thái cổ điển nha. Biệt thự cổ điển thì sẽ đẹp hơn, với giá bán là 24 tỷ 500 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu biệt thự tại trục đường Nguyễn Anh Thủ này thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Ba Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu ngay căn biệt thự này. Căn biệt thự rất đẳng cấp, rất là sang trọng. Đây có một bức tranh mà nó thành công với được sơn đồng, và ở đây thì được trồng rất nhiều cái khoảng cây xanh nha. Trồng rất nhiều cây xanh trong nhà. Bên này sẽ có hòn non bộ cho anh chị nuôi cá này, nuôi cá koi, hòn non bộ nuôi cá koi. Biệt thự y chang một căn nhà biệt thự góc hai mặt tiền luôn, rất là thoáng nha. Ngang 12 sâu 20m, giá thì đang được giao là 24 tỷ 500 triệu đồng, hướng Đông Bắc. Nhà thì sẽ có khoảng sân vườn phía ngoài, phòng khách, phòng bếp, chúng ta có 5 phòng ngủ, 6 toilet, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Khu vực phòng bếp thì sẽ được tặng lại bộ bàn ăn mặt đá này, trần làm đèn chùm và sơn nhú vàng, rất là đẳng cấp nha quý anh chị. Bộ sofa nhập khẩu trị giá cả 200 triệu. Trần sơn dát vàng, sơn kiểu nhú vàng rất đẳng cấp, rất là sang trọng đối với một căn biệt thự phố cực kỳ đình đám này. Anh chị nào quan tâm đến siêu biệt thự giá rẻ này thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Ba Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị
chúng ta đi tham quan và sở hữu ngay nha. Một siêu biệt thự thiết kế cực kỳ đẳng cấp với những cái trụ đỡ tròn sơn dát vàng, và cầu thang thì được ốp gỗ làm trụ, thì chúng ta sẽ được làm trụ theo kiểu rồng phượng và làm gò đỏ hết luôn. Hướng chính là hướng đông bắc nha. Căn nhà theo kiểu đế vương rất đẹp, theo kiểu đế vương sơn dát vàng rất là nhiều, nó cũng na ná với biệt thự Thành Thắng ở Ninh Bình. Nhưng mà biệt thự đó mấy nghìn tỷ thì cái này có 24 tỷ 400, 500 thôi, giá rẻ hợp lý cho những anh chị nào muốn mua những căn nhà rộng rãi, biệt thự vườn, nhưng mà giá trung bình cho anh chị mua. Nhưng mà mấy nghìn tỷ thì anh chị mua cũng khó nha. Đấy, một căn biệt thự rất đẳng cấp, rất là xịn sò, chỉ chờ quý anh chị đến mua và sở hữu thôi. Siêu biệt thự vườn ngang 12 sâu 20m, công nhận đủ 240m2. Chúng ta thấy này, cái trụ và cầu thang là một con ngựa đang hí, một con ngựa đang hí, rất đẳng cấp nha, làm gò đỏ hết luôn. Phòng bếp thì chúng ta cũng được sơn dát vàng trần toàn bộ, tặng lại bộ bàn ăn 8 ghế mặt đá và có cửa sổ ra phía ngoài khu vực hồ nuôi cá koi của nhà mình. Phía sau thì chúng ta sẽ có cái giếng trời và nhà vệ sinh. Biệt thự rất đẳng cấp nha anh chị, thiết kế cực kỳ là sang trọng đẹp mắt. Hướng chính là hướng đông bắc nha. Anh chị cô chú nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị, để chúng ta đi xem và sở hữu ngay siêu biệt thự vườn quận 12 này. Bộ tủ bếp của An Cường này rất đẹp, có ngăn để tủ lạnh. Nhà thì cực kỳ rộng và thoáng, y chang một căn nhà góc hai mặt tiền với nội thất tiền tỷ, toàn bộ đồ gò đỏ, trần sơn dát vàng rất là kỳ công, rất đẹp và đẳng cấp nha. Một mẫu nhà theo phong cách đế vương, phong cách đế vương rất đẹp. Phía ngoài sẽ được trang trí rất là nhiều tiêu cảnh hòn non bộ. Cầu thang thì sẽ được ốp gỗ gò đỏ, tay vịn và trụ gỗ này thì sử dụng gò đỏ luôn, và được làm cái con ngựa rất đẹp. Lan can sử dụng là hợp kim nhôm đúc. Nhà phải nói trang trí cực kỳ đẳng cấp xịn sò. Ở đây có một vẻ bức tranh nha, tranh vẽ nha chị, không phải tranh dán đâu, toàn bộ là vẽ đắp, và đắp từ xi măng và có nghệ nhân vẽ từng tí một nha. Đây có sảnh chờ này, sảnh chờ thì chúng ta có thể để một bộ sofa ở đây cho chúng ta ngồi uống nước, ngồi xem phim được. Trên có làm đèn chùm và sơn dát vàng toàn bộ. Nhà mình thì có ban công hông, ban công hông. Một căn biệt thự đế vương quận 12, thiết kế rất đẳng cấp, rất là xịn sò, giá bán chỉ có 24 tỷ 500 triệu đồng thôi, và giá vẫn còn thương lượng cho những anh chị nào thiện chí. Căn nhà mình toàn bộ có cửa sổ bên hông rất là thoáng nha quý vị, có cửa sổ hông, có bố trí giường, trong phòng ngủ thì cũng được làm đèn chùm sơn dát vàng và đèn led rất là nhiều. Đó là nhà mình thiết kế rất đẳng cấp và nguy nga nha, có cửa sổ ra bên hông và phía sau rất thoáng mát luôn. Toilet thì chúng ta có bồn cầu khối, vòi sen thuyền, gạch cũng ốp đẹp, cửa gò đỏ. Bên này là phòng ngủ số 2 này, một lầu có tới 3 phòng ngủ luôn. Phòng số 2 của anh chị thì cũng đã được trang trí giường tủ rất đẹp rồi. Phòng ngủ phía trước này, một lầu có tới 3 phòng ngủ nha, và hai nhà vệ sinh. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta sẽ được làm rộng hơn, phòng master được ốp sàn gạch da gỗ và trang trí giường 1m8 kèm với nệm. Tường thì được sơn dát vàng, trần bố trí thạch cao đen chùm. Siêu biệt thự rất là đẳng cấp, rất là nguy nga và xịn sò.
cửa nhôm sinh pha loại 1, có ban công đúc tầm 1m2. Phòng tắm ở phòng ngủ phía trước này thì sẽ có bồn tắm nằm. Nhà phải nói là trang trí rất là đẳng cấp nha quý chị. Anh chị nào muốn mua thì chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Đạt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Phòng tắm ra cũng có cửa sổ ra ngoài, có khung sắt luôn, kiểu lan can sắt, và bồn tắm nằm rất đẹp, rất là nguy nga, tráng lệ. Giá bán rẻ chỉ có 24 tỷ 500 triệu đồng thôi. Vòi sen thuyền đầy đủ này. Anh chị nào muốn mua siêu biệt thự giá rẻ có sân vườn này, chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Đạt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay nha. Khu nhà mình thì cũng cao ráo, phía dưới thì chúng ta khoảng hồ nuôi cá koi với diện tích khủng khiếp, rất là hiếm, ngang tới 12, sâu 20m, công nhận đủ 240m đất. Như vậy thì giá tiền chưa tới 100 triệu một mét nha, giá rất là rẻ luôn nha quý vị, tầm 100 triệu một mét, giá cực kỳ rẻ. Trên đây là lầu 2, hai sẽ có sảnh chờ ở đây, đèn chùm và trần thạch cao, sơn dát vàng rất là nhiều. Phòng ngủ số 3 này, phòng này cũng kiểu phòng master rất là phòng ngủ số 4 nha, kiểu phòng master rất là rộng. Cái đèn chùm nhập khẩu, đèn chùm nhập khẩu rất là đẹp, rất đẳng cấp, không có giường. Đây phòng ngủ số 4 nha quý vị, chưa có máy lạnh, cái đèn chùm nhập khẩu và trần sơn nhũ vàng đẳng cấp xịn sò, rất đẹp luôn. Hướng chính là hướng đông bắc nha, có nhà vệ sinh riêng. Sau đây là khu vực giặt phơi đồ, có cầu thang sắt cho ta di chuyển lên trên. Cửa gò đó toàn bộ, toilet thì bồn cầu khối hết luôn, rất đẹp và đẳng cấp nha. Quý anh chị nào quan tâm đến siêu biệt thự giá rẻ này, chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà Đạt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị. Và bên này là phòng ngủ số 5, trần thì làm đèn chùm cực kỳ lớn luôn, rất là nhiều đèn chùm lớn. Nhà thì có nhiều phòng khách nha, mỗi lầu đều có phòng khách chờ ở giữa, cái phòng chờ. Đây là phòng số 5 nha, phòng số 5 chúng ta cũng có làm đèn chùm, rất là nhiều tiền đèn chùm ở trong căn nhà này, và trần sơn dát vàng. Bên ngoài thì đúc ban công vòng tròn, bên hông cũng có ban công luôn. Hai phòng ngủ phía trên này thì chưa có nội thất, nhưng mà chủ nhà cũng trang trí làm rất là cầu kỳ và đẹp mắt nha. Bên ngoài này là khoảng sân thượng trước cho chúng ta trồng cây, chủ nhà cũng đã trang trí đèn đuốc rất đẹp rồi. Anh chị nào muốn mua siêu biệt thự giá rẻ, mặt tiền đường số của trục đường Nguyễn Anh Thủ này, thì hãy gọi ngay về tới nhà Đạt Bá Hưng để được đi xem và sở hữu ngay nha. Bên em sẽ liên tục cập nhật video và ra liên tục cho anh chị xem và lựa nhà. Sân thượng trước rất là rộng nha quý vị, nhà thì rất là mới, vừa mới xây xong, sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi, anh chị thì cũng có thể mua công chứng sang tên trong ngày được. Một căn nhà tuyệt phẩm của quận 12. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô chú ở những video lần sau. Xin chào.